Xin chào các anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này thì em xin phép giới thiệu cho anh chị đến một chiếc Toyota Altis phiên bản 2022 màu đen phiên bản V. Thì Altis phiên bản 2022 này thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Thì cả 3 phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, và có một điều đặc biệt là phiên bản Altis này nhập về là phiên bản Euro 6, nghĩa là phiên bản nhập xuất châu Âu đấy ạ. Thì hôm nay em sẽ xem giới thiệu cho anh chị, thứ nhất là về ngoại thất, nội thất cũng như là Altis phiên bản 2022 này có gì đặc biệt. Đầu tiên thì về giá bán, phiên bản Altis 1.8G giá niêm yết là 719 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản sang cao cấp, trước mặt chúng ta đây là 1.8V có giá niêm yết là 765 triệu, và phiên bản cao cấp nhất phiên bản 1.8HV phiên bản xăng điện hybrid thì có giá niêm yết là 860 triệu. Hiện tại thì bên em đang còn mới về được một lô xe khá nhiều đây, toàn Altis đây. Altis 2022 thì được trang bị là bốn về các tuyển chọn màu sắc như là màu trắng này, màu đen, màu bạc và một K3, và màu bạc là một màu quay trở lại, còn cái màu một K3 là màu mới, sau là cái xe thứ hai có màu một K3 màu xám xanh sau xe Cross. Thì xe thì được tối ưu hơn về cái mức tiêu thụ nhiên liệu, chỉ còn có 6,84 lít trên 100 cây. Ngoài ra thì cái nội thất thì được trang bị hai tùy chọn là trắng pha đen pha be và đen thuần. Thì xe này thì em mới làm phụ kiện xong để chuẩn bị ra cho khách, thì em xin phép vào nội thất để giới thiệu cho anh chị một chút về nội thất của xe. Phiên bản mới này thì được trang bị màn hình trung tâm là 9 inch, được trang bị là Apple CarPlay không dây. Thì anh chị có thể là kết nối cái điện thoại của mình ấy để xem map rồi xem YouTube mà không cần phải cắm dây vào nữa. Ngoài ra thì như anh chị thấy đây, bên em có một cái trang bị khách hàng mua thêm là một cái Android Box, thì nó sẽ biến cái màn hình này của mình thành màn hình Android. Nó là một cái khá hay. Ngoài ra thì cái trong cái thiết kế mới của Altis 2022 này thì sẽ là theo ngôn ngữ toàn cầu TNGA, thì cái gương chiếu hậu sẽ được chuyển xuống cánh cửa. Đây, em sẽ mô phỏng cái góc nhìn của anh chị nhé. Thì cái góc nhìn của mình sau khi mà được chuyển cái gương xuống thì cái cột chữ A kia rất là thoáng. Đây ạ, hai bên đều rất là thoáng. Còn ngoài ra thì cái bản 1.8V này sẽ được trang bị điều hòa hai vùng tự động. Đây, hai vùng tự động. Còn bản 1.8G chỉ được là trang bị điều hòa một vùng tự động thôi. Và cái trang bị về cái thiết kế về nội thất nó cũng đẹp hơn khá nhiều so với cái bản cũ, nó có hơi hướng là giống Cross. Và đặc biệt thì cái xe này hay hơn Cross là xe là nhập khẩu xuất châu Âu, bản xuất châu Âu, và có phanh tay điện tử. Phanh tay điện tử và auto hold. Đèn tự động rồi gạt mưa tự động, thì những cái trang bị này nó cũng khá giống với cả Cross rồi. Nhưng anh chị nếu mà để ý tìm hiểu về xe Cross thì thấy cái cụm vô lăng này thì khá là giống Cross, tuy nhiên là cái màn hình thì đẹp hơn, màn hình thì đẹp ngang với các bạn hybrid của Cross. Thì đây như anh chị thấy là có cái chức năng là cảnh báo tiền va chạm này, giữ làn đường, phanh khẩn cấp, rồi điều khiển hành trình thích ứng là có trên xe bản 1.8V và 1.8HV, còn 1.5G thì không có. Tuy nhiên là nên là em nhận định là cái bản này sẽ cái bản bán chạy nhất, bởi vì nó chỉ chênh so với bản 1.8G có 46 triệu thôi, mà mọi thứ đều hơn về tính năng an toàn, hơn về option, hơn về tất cả mọi thứ, thì đã đến cái tầm tiền này thì đa số mọi người sẽ lựa chọn cái phiên bản 1.8V này. Ngoài ra thì em chỉ có thấy một điều ở cái bản Altis này là thua cái Cross là không có cửa sổ trời thôi, còn lại thì mọi thứ đều hơn. Nếu mà anh chị nào ngồi thì rộng rãi hơn, em thì đang được trực tiếp trải nghiệm ở đây, nên là anh chị nào có cần qua xem xe hay là cần qua trải nghiệm xe thì có thể liên hệ giúp em. Đợt này thì em về nhiều xe còn sẵn xe để xem, còn sắp tới bên em giao bớt một vài mẫu rồi ấy. Thì anh chị nào qua cần em hỗ trợ thêm về thông tin xe cũng như là phân tích hay là hỗ trợ gì vấn đề gì về xe thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Thì em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.